Chào mừng các bạn quay trở lại với mục điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 23 tháng 12. Và các bạn thân mến thì ngày hôm nay có những thông tin nào hot, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi xem nhé. Xiaomi 12 đạt điểm A cộng của DisplayMate về khả năng hiển thị cùng 15 kỷ lục mới liên quan đến màn hình. Vivo S12 và S12 Pro chính thức ra mắt. Vivo Watch 2 ra mắt với dây da Nappa cao cấp. Trên tay củ sạc Ugreen GN 100W. 3 cách kích hoạt thẻ ATM gắn chip. Có nên mua Vivo i33s hay không? Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết nhé. Sau nhiều tin đồn, Xiaomi cuối cùng đã xác nhận sẽ ra mắt dòng điện thoại hàng đầu Xiaomi 12 vào ngày 28 tháng 12 tại thị trường quê nhà. Và trước khi giới thiệu chính thức thì một vị giám đốc điều hành đã nhá hàng những tính năng mới của dòng Xiaomi 12. Lei Chun, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Xiaomi, đã chia sẻ một hình ảnh quảng cáo trên mạng xã hội tiết lộ màn hình của Xiaomi 12 đã được chứng nhận A cộng bởi DisplayMate. Lei Chun cho biết thêm rằng điện thoại cũng sẽ tạo ra 15 kỷ lục mới liên quan đến màn hình, thế nhưng vẫn chưa tiết lộ cụ thể. Xiaomi 12 được cho là sẽ sử dụng màn hình AMOLED có độ chính xác cao, hỗ trợ 16.000 mức độ ánh sáng và được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus chắc chắn. Về thông số kỹ thuật thì Xiaomi 12 dự kiến là sẽ được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 mới nhất, đồng thời cũng được cài đặt sẵn giao diện MIUI 13 tùy biến dựa trên hệ điều hành Android 12. Chuyển sang thông tin thứ hai cho bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Mới đây, dòng Vivo S12 đã chính thức được ra mắt với hai phiên bản là S12 và S12 Pro. Cả hai thì đều được trang bị chip Dimensity và camera selfie đôi cùng với đèn flash LED kép ở mặt trước với khả năng thiết lập thủ công thành bất kỳ nhiệt độ màu nào mong muốn. Cụ thể, chiếc điện thoại Vivo S12 sở hữu màn hình có tấm nền AMOLED 6.44 inch, độ phân giải là Full HD cộng cùng với tần số quét là 90Hz. Màn hình của máy thì hỗ trợ HDR10+. Camera selfie kép ở mặt trước thì bao gồm một camera góc rộng 44MP và một camera góc siêu rộng 8MP. Ở mặt sau thì S12 được trang bị cụm 3 camera, trong đó thì cảm biến chính có độ phân giải 108MP. Về bộ vi xử lý thì Vivo S12 được trang bị chip Dimensity 1100 cùng với 8GB hoặc là 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Đến với chiếc điện thoại Vivo S12 Pro thì chiếc máy này được trang bị màn hình lớn 6.56 inch trên tấm nền AMOLED, độ phân giải là Full HD cộng, hỗ trợ tần số quét 90Hz. Điểm nhấn của S12 Pro thì nằm ở bộ đôi camera selfie kép ở mặt trước với camera chính lên đến 50MP và một camera góc siêu rộng 8MP. Còn ở mặt sau thì máy được trang bị camera y như phiên bản Vivo S12 với bộ 3 camera, trong đó thì cảm biến chính có độ phân giải 108MP. Còn về bộ vi xử lý thì máy được trang bị chip Dimensity 1200 cùng với hai tùy chọn bộ nhớ RAM là 8GB hoặc 12GB và 256GB bộ nhớ trong. Nối tiếp bản tin của chúng ta ngày hôm nay, tại sự kiện ra mắt dòng Vivo S12 thì Vivo còn công bố thêm Vivo Watch 2, phiên bản kế nhiệm Vivo Watch trình làng vào hồi tháng 9 năm 2020. Mẫu đồng hồ thông minh mới này thì có kiểu dáng đẹp cùng với nhiều tính năng hiện đại so với thế hệ trước. Vivo Watch 2 thì sở hữu thiết kế màn hình không viền, phần thân thì được chế tạo từ thép không gỉ 316L và dây đeo là loại cao su floor tiêu chuẩn cho khả năng linh hoạt và bền, đồng thời thì tạo ra cảm giác thoải mái cũng như là ổn định khi đeo. Và ngoài ra thì còn có tùy chọn thứ hai với dây da Nappa làm từ chất liệu da đầu bò vô cùng khắt khe, được thực hiện bằng quy trình thuộc da đặc biệt với lịch sử hơn 100 năm. Chiếc đồng hồ này thì được hãng quảng cáo là có thời lượng pin siêu dài lên đến 7 ngày khi mà dùng eSIM, còn nếu mà không dùng eSIM, thời lượng pin có thể lên tới 14 ngày. Và đồng hồ cũng được hỗ trợ hàng chục chế độ thể thao để người dùng có thể thoải mái lựa chọn và đạt chuẩn chống nước và bụi 50 atmosphere. Và không những thế thì chiếc đồng hồ Vivo Watch 2 này còn được tích hợp tính năng cuộc gọi khẩn cấp, giúp cho người dùng có thể liên lạc với các dịch vụ khẩn cấp như là cứu hỏa, nhân viên y tế hoặc là cảnh sát ngay cả khi không kết nối được với smartphone. Các bạn thân mến, hiện nay adapter sạc đang trở thành một phụ kiện vô cùng quan trọng và thường được mang theo bên người, đặc biệt với những bạn mà làm việc linh hoạt và cần di chuyển đi nhiều nơi.
Và nắm bắt được những nhu cầu này thì Ukraine đã cho ra mắt Ukraine GAN100W với thiết kế nhỏ gọn, công suất lớn và khả năng sạc cùng lúc cho nhiều thiết bị như smartphone, smartwatch, laptop, tablet, v.v. Và trong thông tin ngày hôm nay thì mời các bạn cùng với 24 giờ công nghệ trên tay Ukraine GAN100W để xem là củ sạc này có những điểm gì nổi bật nhé. Giới thiệu về thương hiệu Ukraine thì đây là một công ty có trụ sở tại Trung Quốc, được thành lập vào năm 2009. Đây là một thương hiệu chuyên cung cấp và phân phối các thiết bị chuyển đổi cao cấp, giải pháp kết nối hình ảnh, âm thanh và thiết bị chuyển đổi đa phương tiện với mục tiêu là đáp ứng hầu hết các nhu cầu của khách hàng. Điểm nổi bật mà các thiết bị đến từ Ukraine mang đến cho chúng ta đó chính là về chất lượng tốt nhất, thiết kế đẹp, hiện đại cùng với các công nghệ mới tiên tiến. Và bên cạnh đó, các sản phẩm của Ukraine cũng đã được phân phối chính hãng ở Việt Nam, cho nên là các bạn sẽ có những sự đảm bảo về chất lượng, giá cả cũng như là các dịch vụ chăm sóc khách hàng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần trên tay củ sạc Ukraine GAN100W này như thế nào nhé. Ngoại hình của củ sạc Ukraine GAN100W này thì có dạng là hình vuông, được bo tròn 4 góc để trông mềm mại hơn. Củ sạc này thì được phủ một lớp sơn nhám màu đen giúp chúng ta có thể hạn chế việc bám bụi bẩn, dấu vân tay v.v. Ngoài ra thì củ sạc Ukraine GAN100W này còn có phần vỏ được hoàn thiện từ chất liệu nhựa cao cấp với khả năng chống cháy nhằm đảm bảo sự an toàn của người dùng trong quá trình sử dụng. Và mặc dù là Ukraine GAN100W được trang bị công suất sạc tới 100W với nhiều cổng kết nối, thế nhưng kích thước của thiết bị này vẫn trông khá là nhỏ và nằm gọn trong lòng bàn tay. Ở bên cạnh trái của Ukraine GAN100W thì có hai chân phích cắm điện dọc, đặng phẳng, khá là chắc chắn, có thể gập lại hoặc là mở ra một cách dễ dàng. Và với thiết kế phích cắm này thì Ukraine GAN100W sẽ phù hợp với nhiều loại ổ cắm hiện có tại Việt Nam, cho nên là các bạn hãy yên tâm về mức độ tương thích của sản phẩm này, cũng như là đừng quá lo lắng rằng phích cắm bị lỏng lẻo trong quá trình sạc nhé. Về khả năng sạc đồng thời thì Ukraine GAN100W gây ấn tượng mạnh với khả năng sạc đồng thời 4 thiết bị. Ukraine GAN100W thì có 4 cổng sạc, bao gồm 3 cổng USB-C và 1 cổng USB-A xếp thẳng hàng với tổng công suất tối đa là 100W. Do đó thì việc sạc pin cho nhiều thiết bị cùng một lúc là một điều hết sức dễ dàng. Và với kích thước nhỏ gọn cùng với tính năng sạc nhiều thiết bị tiện ích như thế này thì chúng ta có thể để củ sạc Ukraine GAN100W này lên trên bàn học hoặc là bàn làm việc để có thể vừa tối ưu không gian lại vừa có thể tránh được việc phí nhiều diện tích cho đủ loại củ sạc khác nhau. Và các bạn thân mến thì đó là phần trên tay củ sạc Ukraine GAN100W. Có thể nói thì đây là một củ sạc sở hữu ngoại hình nhỏ gọn, bền bỉ cùng với một công suất sạc ấn tượng. Và một điểm đáng tiền nhất để chúng ta có thể lựa chọn sản phẩm này chính là được trang bị 3 cổng USB-C, có thể sạc đồng thời nhiều thiết bị một cách hiệu quả. Và các bạn có ấn tượng gì với củ sạc Ukraine GAN100W này thì hãy để lại ý kiến bên dưới cho mình cùng biết với nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang một thông tin tiếp theo nằm trong mục mẹo hay. Trong thông tin này, 24 giờ công nghệ sẽ giới thiệu với các bạn 3 cách để có thể kích hoạt thẻ ATM gắn chip một cách dễ dàng để các bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay mà không cần phải đến ngân hàng nữa. Cách đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn là kích hoạt thẻ ATM gắn chip tại ngay cây ATM của ngân hàng luôn. Cách thứ hai là các bạn có thể kích hoạt thẻ ATM qua tin nhắn. Và cách cuối cùng là các bạn có thể kích hoạt thẻ ATM gắn chip online thông qua ứng dụng banking của ngân hàng. Và các bạn thân mến thì để có thể được hướng dẫn một cách cụ thể và chi tiết nhất cách để kích hoạt thẻ ATM gắn chip thì các bạn hãy bấm vào phần link bên dưới nhé. Tiếp theo bản tin ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với một câu hỏi là chúng ta có nên mua chiếc điện thoại Vivo Y33S hay không? Và chiếc điện thoại này có điểm gì đặc biệt mà lại trở thành một chiếc smartphone gây sốt giới trẻ như vậy? Bật mí với các bạn, lý do đầu tiên mà chúng ta phải sở hữu chiếc điện thoại Vivo Y33S này ngay đó chính là một vẻ ngoài thời thượng, thu hút mọi ánh nhìn. Chúng ta không thể nào mà phủ nhận một điều rằng là những chiếc điện thoại của nhà Vivo thì luôn được khoác lên mình một kiểu thiết kế thời thượng và không lẫn đi đâu được. Và chiếc điện thoại Vivo Y33S này cũng không phải là ngoại lệ. Chiếc máy này đã gây ra cơn sốt ngay từ ánh nhìn đầu tiên bởi vẻ ngoài bóng bẩy và hiện đại. Với phiên bản màu sắc Midday Dream thì mang đến cho chúng ta một trải nghiệm thú vị ở giải màu, thay đổi từ màu xanh sang màu hồng khi mà chúng ta nghiêng máy theo nhiều góc độ. Lý do thứ hai mà chúng ta phải mua chiếc điện thoại này đó chính là khả năng chụp ảnh đẹp tự nhiên và bắt chọn từng khoảnh khắc. Có thể nói thì Vivo là một trong những hãng điện thoại rất chịu chăm chút.
Chiếc điện thoại Vivo Y33S này cũng tiếp nối truyền thống khi mà sở hữu cụm camera xịn sò. So với các phiên bản tiền nhiệm thì Vivo Y33S được nâng cấp khá là rõ rệt khi mà sở hữu cụm 3 camera sau với cảm biến chính 50MP, camera đo độ sâu và ống kính macro đều bằng 2MP. Và đặc biệt đối với camera trước thì máy được trang bị một ống kính 16MP và giờ đây chúng ta chỉ cần diện một bộ đồ xinh xắn và tất cả những điều còn lại thì để cho Vivo Y33S lo. Hệ thống camera của Vivo Y33S thì hỗ trợ những tính năng chụp ảnh hấp dẫn như là chụp live photo, quay chuyển động nhanh, quay chậm và điều này thì sẽ rất phù hợp cho những bạn mà đam mê quay TikTok, có thể tha hồ sáng tạo và cho ra những video chất lượng theo trend. Và chúng ta còn có những lý do khắc để rinh ngay chiếc điện thoại Vivo Y33S này về nhà, bao gồm việc là chiếc điện thoại này sở hữu một màn hình giọt nước rộng rãi, thứ hai là hiệu năng vượt trội cùng với con chip chuyên game cùng với công nghệ RAM ảo. Máy thì được trang bị con chip Helio G80 8 nhân, một con chip chuyên game. Vì thế thì các game thủ cứ thỏa thích có thể chiến các tựa game online một cách mượt mà và trơn tru, không cần phải ngại máy bị giật lag. Và một lý do nữa mà khiến chúng ta yêu chiếc điện thoại Vivo Y33S này ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là viên pin khủng 5000 mAh tích hợp thêm công nghệ sạc nhanh. Sở hữu một dung lượng pin khủng như thế này thì chắc chắn chiếc điện thoại Vivo Y33S sẽ là một công cụ đắc lực để hỗ trợ cho chúng ta trong suốt quá trình học tập và làm việc mà không lo sợ bị ngắt quãng giữa chừng. Và ngoài ra thì các tác vụ cơ bản như là nghe gọi, đọc báo vân vân thì thiết bị hoàn toàn có thể trụ đến được một ngày dài. Và nếu như chiếc điện thoại này hết pin thì củ sạc nhanh 18W sẽ giúp thời gian sạc pin của chúng ta được rút ngắn lại và chúng ta sẽ không phải chờ đợi quá lâu. Và các bạn thân mến thì với những nâng cấp nổi trội cùng với một thiết kế hợp xu hướng thì chiếc điện thoại Vivo Y33S chắc hẳn là một mẫu điện thoại tuyệt vời đáng để chúng ta có thể sở hữu vào cuối năm 2021 này. Và thông tin về Vivo Y33S cũng đã khép lại một điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 23 tháng 12 hôm nay. Và các bạn nghĩ sao về những nội dung trên? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn like, subscribe để nhận được những thông tin hot nhất về công nghệ mỗi ngày. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.